Quý vị và các bạn thân mến, nơi tôi đang sinh sống đây là thuộc địa phận huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì ở đây thì quê hương chúng tôi thì mọi người sẽ có những cái công việc là trồng cỏ, vắt sữa bò và cũng có những con đà điểu để mà chăm sóc. Thì cái quỹ đất ở đây thì rất là rộng và mật độ dân cư thì rất là thưa. Ví dụ như đây là một hộ, nhưng mà các bạn nhìn thấy không, trống chênh trống chênh trống chênh, bên này mới đến một hộ nữa, và xa xa kia là những chiên đồi, và đặc biệt là có những con thú hoang như con chiết, con dúi và con chim rồi rắn rất nhiều. Cái chiến đội này thì đi vòng quanh chiến đội này là cái đường nhựa, và trên đó thì có rất nhiều những cây tùm, và ở đây thì không khí thì rất là trong lành, các bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót đó, và bà con thì sống rất là yên bình. Ở bên ven đường này con trồng bắp ngô, không ai hái mà bắp nào cả. Thì mình xin chia sẻ nếu như quý vị các bạn ai đã có cái ham muốn đi du lịch, thì cũng nếu có một lần thì nên đặt chân về cái vùng núi Ba Vì, gần khu đi từ Hà Nội đi lên là qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đến khu chân núi Ba Vì, thì có rất nhiều những cái hương vị đặc trưng của quê hương. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Và kính thưa các bạn, nơi tôi đang đứng đây, sát gần nhà tôi và anh em nhà tôi thì đó là trại trại đà điểu Thụy Phương, một trong hai cơ sở trại đà điểu lớn nhất của Việt Nam. Ở Sài Gòn thì có một trại và ở ngoài Bắc thì có duy nhất trại Thụy Phương này, tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Con đà điểu này thì rất là thân thuộc, mình zoom lại gần một chút để các bạn có thể thấy kích thước nó như vậy và dáng dấp cũng như màu sắc của nó như vậy, rất là phong phú đúng không ạ? Mình xin giới thiệu đặc sản quê hương mình thì là con giống đà điểu, giá thì tầm từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu tùy cái ngày tuổi, và cách nuôi của chúng thì cũng rất là dễ, các bạn có thể là nuôi bằng cám, bằng rau cỏ, hình dung là nuôi hàng gia cầm như con ngỗng cũng được. Bệnh tật thì rất ít, đà điểu chống rét rất là tốt, và cái làm chuồng thì các bạn ví dụ như ô đây thì các bạn hình dung khoảng 150 m², chiều một chiều thì khoảng một chiều khoảng 30 m, một chiều khoảng 50 m, 150 m². Thế sẽ nuôi được, nếu nuôi tầm từ 10 con đến 20 con tùy vào cái quy mô cũng như cái các bạn lựa chọn, và ở mỗi chuồng thì có máng uống và chỗ che máng thức ăn như thế này, các bạn làm như này. Thì cơ sở của chúng tôi thì bán các sản phẩm từ thịt đà điểu, da đà điểu, xương đà điểu, trứng đà điểu, con giống đà điểu. Trong cái thành phần của con đà điểu thì thịt nó màu nó như con thịt, như thịt bò, nó sẽ không được đậm như thịt bò và có hương vị đặc trưng. Các bạn có thể là sốt vang hay là xào với cà rốt hay một số những cái món khác. Với cá nhân mình thấy là cái cánh của nó ăn rất là ngon, nó có vừa da vừa mỡ vừa thịt vừa gân, và đặc biệt là cái bộ lòng mề của nó rất là có giá, thường phải đặt trước mới có hàng.
thịt thì nếu như ai có nhu cầu về các sản phẩm từ thịt hoặc từ con đà điểu hoặc là con bò ở tại miền khu vực núi Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì thì các bạn có thể liên hệ vào cái số 0163 5305982 để được hiểu thêm về những cái đặc trưng của quê hương chúng tôi, cũng như nhận được những cái sản phẩm mà ở những vùng quê khác không có, cũng như nắm bắt được những cái tập tục, cái thuộc tính hoặc là cái kỹ thuật để chăm sóc cũng như phát triển những cái con đà điểu tại cái khu vực quê hương mình ra những cái khu vực khác, miền quê khác. Thì trên đây mình làm clip này cũng mong được nhiều người góp ý, và mình cũng đóng góp một chút nho nhỏ cái sự hiểu biết của mình cũng như cái đặc sản tại quê hương của chúng mình. Một lần nữa xin chúc quý vị các bạn theo dõi sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Nếu quý vị còn thắc mắc hãy vào cái kênh Facebook của mình là Chim Cu Gáy Hay, hoặc là kênh YouTube của mình cũng là Chim Cu Gáy Hay, thì các bạn có thể nắm bắt được những cái đặc sản cũng như cái màu sắc từ du lịch đến những cái món ăn tại quê hương núi Ba Vì của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt.